tráng cuốn với lại tép thịt luộc, bún dưa leo và cà chua, đặc biệt là nước chấm các bạn. Này là mắm mực ha, chấm với lại nước mắm mực, ta làm bằng con mực đó các bạn. Cái này các bạn thấy không ta? Tại vì nó cũng đen đen, cái mặt của con mực nó ra nó đen đen nên nó như vậy nè các bạn. Nên mình chấm với nước mắm mực rất là ngon nha. Thì dưa leo, dưa sống, rau sống, tép, tép các bạn. Này, để mình đem lại cho các bạn xem. Đây, món đồng quê ha, tép dưới bên đây là kèm theo thịt luộc. Mời các bạn ha. Đây này, nước chấm bỏ vào đây đi. Bây giờ mình ăn bánh tráng, mình kho nước các bạn ơi, cho nó mềm, cho nó mềm lại. Rồi mình cuốn các bạn ơi. Cái này mình lấy muỗng mình múc, mình khoan để mình cuốn, mình bỏ rau lên trước cái đó. Rau, cà chua các bạn. Cái này rau dắp cá. Này hành lá các bạn ơi, bỏ hành lá lên cuốn luôn. Dưa leo, cà chua, rồi thịt luộc các bạn. Tép này mình có lấy cái muỗng mình xúc các bạn ơi. Xúc giờ. Rồi, cuốn lại các bạn ơi. Rồi, các bạn thấy không? Cuốn thật chặt. Rồi. Đó. Đây. Đặc biệt là mình chấm nước này nha các bạn ơi. Mình quên, mình quên cuốn bún rồi. Thôi để cuốn xào cua. Mời các bạn ăn miếng nha. À, mắm mực mình rất là ngon các bạn ơi. Mắm mực ngon quá các bạn. Ngày có một bát đi ở Bình Định đó các bạn, mua về cho mình sẽ vớt một con mực tôi ăn thử các bạn. Ngon. Cái mắm mực này các bạn pha tỏi, ớt, đường, bột ngọt và chanh các bạn. Mình quậy lên vừa ăn mình thôi. Nó mặn mặn ngọt ngọt. Làm cuốn nữa nha các bạn. Cuốn này mình sẽ cuốn bún. Hồi nãy cuốn nãy mình quên. Nhiều thứ quá quên các bạn ơi. Rau thì nó dính răng các bạn. Bánh tráng có rau mới ngon các bạn ơi. Đây, rau dắp cá bỏ vô. Rau này là rau bẹ dúng các bạn, cải bẹ dúng á. Bỏ thịt vô. Dưa leo vô.
Rồi mình cho bún vô. Bây giờ mình dùng tay các bạn ơi, qua lấy đũa à. Ăn bóc luôn mới ngon các bạn. Đó. Bây giờ mình cuốn một cuốn nữa ha. Cuốn này bự quá. Quá ngon các bạn. À, mời các bạn miếng nha. Mình chấm cho các bạn miếng nha. Rồi. Ngon lắm luôn á. Hết sảy. Ngon quá các bạn ơi. Cuốn bự kìa. Chắc còn làm ra một cuốn nào. Rau rồi quá trời ngon ghê. Rớt các bạn. Quá ngon. Cái mắm mực này ngon các bạn, đặc biệt nha. Đặc biệt đặc sản ở Bình Định nha các bạn ơi. Ngon quá. Mình nhận cuốn nữa nha. Không các bạn. Tại vì rau mình để nên là mình phải lụm cái chén này ra các bạn ơi. Cay quá. Cay nhưng mà ngon các bạn ơi. Quá đã. Quá đã luôn. Hết sảy con bò bảy luôn đó. Câu này là thường nói luôn nè. Mình có rau này chưa ta? Rồi. Bún vô. Bún vô. Mình quất luôn. Cho thịt luôn. Thịt luộc vô luôn. Làm một cuốn nữa. Nãy giờ mình ăn cuốn này thứ ba các bạn. Cái cha bị đất ạ. Úi trời ơi, cậy đi. Mời các bạn nha. Đây. Quá ngon. Trời ơi. Ngon nè. Món đồng quê. Rất ngon ha. Ba cuốn mà mình nghe nó ngọt mà. Muốn ăn nữa.
ơi, mình ăn nãy giờ là cũng 5 cuốn rồi các bạn. Nhưng mà cuốn nào mình cuốn nấy nãy các bạn thấy không? Nó bự, ăn nó no, ăn 5 cuốn là no rồi các bạn. Còn cái này á, để chiều mình ăn tiếp. Thì cái video của mình làm đây cũng đã kết thúc rồi các bạn ơi. Thì thôi máy bay các bạn, tạm biệt các bạn, hẹn ngày mai và cho các bạn, tất cả các bạn hai trái tim bắn tim. Và các bạn ơi đừng có quên là bấm đăng ký, thích, chia sẻ, comment, nhấn chuông ủng hộ kênh của mình nha. Phan Hồng Thanh. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ngày mai nha.